Mạnh Hiền Audio Lâm Định xin gửi lời chào toàn thể anh em nhé. Và hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác mấy cái mẫu âm ly giá bình dân cho các bác chơi. Trong đó là giá rất bình dân nhưng chất âm thì cũng tương đối là tốt ạ. Và nhiều âm ly tiếng rất hay luôn. Đấy, và bây giờ em xin quay cận cảnh chi tiết cho các bác xem này một lượt này. Hai em săn xui này. Đấy. Đây em đời lông mặt trắng nhá. Đời cao nhá. Và trên cùng là một em du theo này. Du theo này cũng đời cao này. Đấy và bây giờ em xin đi vào cận cảnh quay chi tiết giới thiệu cho các bác từng model một nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một con âm ly mang thương hiệu nổi tiếng của Nhật này. Đấy, tên em nó là Đờ Lông này. Model của em nó đây. DNA300M. Đấy, sở hữu một chiến áp volume rất là to ở trước mặt nhá, chính giữa này, dòng đời cao nó làm volume của giữa luôn này. Và đây là cổng A cổng B này. AB cộng này. Một công tắc low lướt này. Một công tắc này là auto music booting này. Và hàng một chiến áp chỉnh bát nhá. Chỉnh bát và một chiến áp chỉnh chép. Một chiến áp ba lăng và bên đây là một chiến áp mic này. Đấy con này có đường mic. Mic này không phải để hát karaoke đâu các bác nhá. Đây này. Mic này của nó là chỉ để thông báo alo thôi. Chứ nó không có vang nhại đâu nữa các bác. Cứ tưởng là hát karaoke là chết. Đấy. Và đây là mixing này, mix AGC là một công tắc chuyển tín hiệu vào này, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường vào nha các bác nhé, kết nối đủ đường ăn chơi luôn. Đây đầu tiên là DVD trên AUX này, Tuner, CD, Follow và Tab 1, Tab 2, đấy, rất nhiều đường vào luôn ạ. Đấy, và em quay luôn hậu đằng sau. À thôi em báo quay mặt trước xong rồi hậu sẽ báo sau ạ. Đấy và tiếp tục con âm ly giới thiệu cho bác con thứ hai ngày hôm nay nhá. Làm con âm ly san xui dòng Zerber cổ này. TAC 505. Hôm rồi em đã bán một con như này rồi và con này con mới cập nhật. Đấy, các bác giới thiệu luôn cho các bác tham khảo này. Tiếng rất tốt luôn. Dòng xuất âm tụ ạ. Đây, chiến áp đầu tiên là công tắc nguồn nhé, chỉnh bass, chỉnh mic và check, đấy chỉnh cho ba giải luôn ạ, chiến áp volume này, và dưới này lọc cao, lọc thấp nhá, và low lớp này, system mono, tab monitor sao này, và chiến áp ba lăng, chiến áp volume đây, tất cả các chiến áp của em nó là bi rất là tốt và tiếng dòng này rất là hay luôn các bác ạ, đánh những đôi loa bass tầm 25 đổ về tuyệt vời luôn ạ. Kể cả những dòng loa cổ bát 30 mà loa lớn nhưng mà công suất nhỏ vừa là đánh rất tốt luôn. Đấy và đặc biệt là cái phần radio của em này thì nó rất là đẹp. Đấy, các bác trước em đã giới thiệu rồi. Đấy. Đèn quắc của nó xanh và nó là hình tròn luôn ạ. Và bên đây nó là đường tín hiệu vào này, select chuyển tín hiệu vào này, AUX, AM, FM này, Follow 1, Follow 2. Và đây là một chiến áp chỉnh giải sóng này. Rất đẹp luôn. Đấy và em xin tiếp tục báo cho các bác tiếp còn một con âm ly nữa này. Và hôm nay em xin báo giá sau nhé. Đầu tiên giới thiệu cho các bác hết một lượt đã, rồi em mới báo giá. Ở đây và em xin báo giá báo cho các bác một con âm ly san xui này, AU 6500. Đấy cũng dòng âm ly cổ đấy. Đấy con này là công tắc nguồn đấy nhá. Tắc nguồn này AB cộng này. Bass check và lọc cao lọc thấp. Muting này, low lớt. System mono này. Ba lăng này, chiến áp volume đây. Đấy và một cái đường in out 4 kênh này. Tab monitor này, tab sound này. Đấy, tín hiệu vào đây. AUX, Tuner và Follow 1, Follow 2. Đấy, sở hữu mặt phay bóng rất là đẹp luôn ạ.
dòng này nó tiếng rất là tốt, tiếng rất tốt, nó là đàn em của dòng 7500, 8500, 9500 đấy. Sở hữu mặt phay đen bóng và các cái đường nhấn màu trắng rất là nổi bật luôn ạ, rất đẹp đấy. Và dòng này con này cũng chạy xò sắt nhá, đấy, con này cũng chạy giò sắt này, con này là chạy đèn than này. Đấy, và tiếp tục giới thiệu cho các bác một con âm ly tiếp theo là con đầu lông BMA 5500, BMA 500 AE ạ, em xin lỗi. Đấy, mặt trắng rất là đẹp, đời cao, hơi bom bê nhá, rất đẹp luôn ạ. Chín áp volume nằm giữa này, select chuyển in out này. Đấy, một công tắc eject này, ba lăng, check bát và công tắc ra loa này, A, B, khoảng A cộng B. Đấy, và có cái lau lướt nhá. Đấy, đây là công tắc nguồn đấy. Đấy. Đấy, sở hữu mặt nhôm phay trắng rất là đẹp, rất tinh tế và rất là gọn gàng nhá, cho các bác chơi những ở những cái không gian nhà mà chật hẹp hoặc là để trên những cái kệ mà vừa phải đấy. Đấy, rất là tiếng rất là tốt. Đấy, và tiếp tục xin giới thiệu với bác một con âm ly hãng Zotel này, thương hiệu là đến từ Anh Quốc nhá. Zotel RA932. Đấy. Dòng này ghép những đôi bookshelf, những cái đôi loa cây hoặc là bookshelf loa châu Âu thì rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, rất tuyệt, mặt phay đen và đời cao nhá. Đời cao. Đấy, con này điện 100V này. Trong 5 con âm ly giới thiệu cho các bác ngày hôm nay thì đọc chỉ có 2 con đờ lông là điện 220 này. 2 con đờ lông là điện 220, còn 2 con Sansui và con Zotel là điện 100. Đó. Đây là công select chuyển tín hiệu vào này. Monitor sound. Chỉ nắp volume làm giữa nhá, rất là chắc chắn luôn. Bạn rất là mút. Đấy, cắt tông này. Đứng rách đấy. Jack bass và công tắc nguồn. Đấy, rất là mỏng manh và rất là tinh tế, chất âm của châu Âu thì các bác không phải nghĩ, rất là hay luôn ạ, rất sạch sẽ, sẽ và chi tiết luôn. Đấy, và bây giờ em xin quay lại về báo cho các bác chi tiết về đường sau và mặt sau của em nói nhá, đường hậu ạ. Đây, đầu tiên là giới thiệu với các bác con đờ lông này, DL3A300M này, điện áp 230V 50Hz và công suất là 300W nhé. Con này đánh tuyệt vời, những đôi loa cây, loa bốt, loa bookshelf, loa châu Âu thì tuyệt vời luôn ạ. Đấy, và bây giờ em xin báo giá luôn cho từng con một. Thì với con âm ly đờ lông DLA300M này thì hôm nay em bán cho các bác với giá là 3.300.000, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rất tốt, công suất lớn nhá, các bác có thể là ghép hát hò karaoke những đôi loa vừa phải thoải mái, đánh loa bốt loa bookshelf tuyệt vời luôn ạ. 3.300.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Và tiếp theo giới thiệu các bác tiếp tục con âm ly TAC 505 thương hiệu của Sansui này. Đó. AC 100V tần số 50-60Hz này, công suất 135W, chạy xò sắt và xuất âm độ nhá, tiếng rất là mượt mà chi tiết. Đấy, thì con này hôm nay em bán cho các bác với giá rất là bình dân, giá tốt luôn. Bán cho các bác với giá 3.800.000 bao ship luôn cho các bác toàn quốc. Giá tốt nhất thị trường luôn ạ. Các shop khác các bác cứ search Google ấy là người ta bán tới 5.500.000, 6.000.000. Em mua được giá tốt thì em bán cho các bác giá tốt và bao cho các bác là zin tuyệt đối nhá. Đấy, và tiếp tục giới thiệu với bác một con âm ly Sansui AU 6500 này. Đấy, các cái đường tín hiệu vào AUX cho Tuler này đầy đủ hết nhá, không thiếu tính năng gì. Đánh AB, AB cộng này. Đấy, và đây là thương hiệu của em nó đây. AU 6500 AC 100V 50-60Hz này, công suất 65W. Đấy, con này đều 65W thôi nhưng mà tiếng nó đánh cực kỳ hay luôn các bạn. Các bác đánh rất hợp với AR2 này, AR4, những cái dòng AR cổ hoặc là những cái dòng đôi loa Fuller, Sansui, Diatone, các thứ dòng loa cổ thì thùng kín đánh thì tuyệt vời luôn ạ, rất hay, rất là vừa tầm tiền.
Đấy, và với con âm ly Sansui AU 6500 này thì bao cho các bác là zin tuyệt đối, hình thức còn đẹp. Máy zin hàng chất bãi thì con này bán cho các bác với giá là 4.500.000 bao ship. 4.500.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Các bác mà thiện chí thì alo trực tiếp với em. Đấy, và tiếp tục con âm ly thứ tư ngày hôm nay giới thiệu với các bác ngày hôm nay này. Là một em đờ lông BMA 500AE là điện 230V và tần số 50Hz nhá, dòng xuất châu Âu ạ. Công suất 185W. Bao cho các bác máy zin tuyệt đối luôn ạ. Giá rất bình dân. Đây này. Giải tần đánh từ 4 đến 16 ohm nhá. AB cộng đánh từ 8 đến 16. Đấy, hình thức còn tương đối là đẹp. Mất mỗi tí đây đi nhá, tí đây là nó vận chuyển nó bị rúm mất tí đằng sau, nhưng mặt rất đẹp luôn ạ. Thì với con âm ly đờ lông BMA 500AE này thì em bán cho bác với giá là 2.600.000 bao ship toàn quốc luôn. Giá cực kỳ là tốt, 2.600.000 bao ship toàn quốc. Và con âm ly cuối cùng giới thiệu cho bác ngày hôm nay là một con âm ly thương hiệu của Zotel nhá. Đây này. Zotel model RA932 AC 100V, tần số 50-60Hz và công suất 180W. Đấy, con này cũng đánh được AB cộng nhá. Và điện áp con này là 100V các bác nhá. Các bác lưu ý vào dây nguồn rời này. Đời cao dây nguồn cắm rời và tất cả các đường tín hiệu vào này. Rất nhiều luôn ạ. AUX, Tuner, CD và Follow này. Tap in này, out này. Đấy, với con âm ly Zotel này thì đánh những đôi loa cực hợp với những đôi loa châu Âu, những dòng loa cây cột hoặc là loa Nhật dạng bốc treo đời mới thì tuyệt vời, tiếng cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đấy, và giá rất là bình dân cho bác chơi ạ. Đấy, con âm ly Zotel này thì hôm nay em xin bán cho các bác với giá là 3.350.000 bao ship cho các bác toàn quốc. 3.350.000 bao ship toàn quốc luôn ạ. Đấy, và bây giờ em xin quay chi tiết lại một lượt cho các bác xem này. Đấy, với em Sansui này là vỏ gỗ nhá. 505 này vỏ gỗ này. Đấy, tất cả zin tuyệt đối luôn. Đấy, quay kỹ lại cho các bác một lượt nhá. Đấy, hình thức là hầu như đều đẹp hết ạ. Không sứt mẻ, không bể lò gì hết. Đấy, và bác nào hôm nay thiện chí em nào chốt em nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đấy nhá. Mạnh Hiền Audio Lâm Định ạ. Điện thoại 0912842487 hoặc là kết nối Zalo thì em chỉ có một số điện thoại duy nhất thôi nhá. Và cuối video thì xin cảm ơn các bác đã ủng hộ và xem video của em nhá. Bác nào mà chưa đăng ký thì vui lòng ấn nút đăng ký ủng hộ ạ. Còn là bác nào mà đăng ký rồi thì xem video cho em xin một nút like nhá. Để luôn luôn để có những cái sản phẩm mới để giới thiệu cho các bác tham khảo ạ. Và bây giờ em xin dừng video tại đây ạ. Xin chào các bác và hẹn các bác trong cái video tiếp theo nhé. Em xin chào các bác ạ.